Alo, Lisa hôm nay xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trên toàn thế giới. Chương trình Khai Dân Trí phát sóng vào ngày thứ Bảy, 26 tây tháng 11 năm 2016. Đầu tiên thì Lisa, vấn đề là cho các bạn ở trên toàn thế giới biết được là tên chủ tịch của cái nước Cuba Cộng sản là tên Fidel Castro đã, vấn đề là kêu bằng đó là bị quỷ nó dắt đi rồi, cho nên cộng đồng của cái người mà vấn đề là ở tại Mỹ này, đặc biệt là ở ngay Miami, Florida, họ đã xuống đường, họ ăn mừng cái ngày hôm nay. Bắt đầu là nhiều người đem cái hình nộm của thằng Fidel Castro này ra để mà vấn đề là họ dẫm lên, họ đạp lên, họ kể những cái tội mà tàn ác, giống như là thằng thiếu tá Hồ Quang, tức là Hồ Chí Minh bây giờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam kêu mọi người học vậy đó. Bắt đầu là họ dẫm trên đầu, họ đập, rồi họ ăn mừng. Mà Lisa đã xây lên những cái video cho các bạn ở Việt Nam, các bạn nhìn thấy đó. Và cây cờ Cộng sản của Cuba không được treo ở bên đây. Cộng đồng của người Cuba ở tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, người ta đã giật sập cây cờ của vấn đề là Cộng sản Cuba. Mà những người mà vấn đề là làm tay sai cho vấn đề là Cuba ở trong những cái lãnh sự quán, người ta đều run sợ mà không dám ra, bởi vì cái dòng người tị nạn Cộng sản nó quá đông đi, người Cuba đó các bạn đó. Cho nên vấn đề là các bạn biết mà cái nước Cuba đó nó cũng không có tàn bạo giống như là cái bây giờ hiện tại, mà vấn đề là thằng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị, họ vẫn có y tế 100% là phi cho người dân đó. Mà vấn đề là vì cái sự mà khát máu cai trị đất nước nghèo mà người ta lên tiếng như vậy đó. Cho nên các bạn vấn đề là ở Việt Nam, các bạn vấn đề là sẽ thấy được nha. Rồi, đó là bản tin đầu tiên ngày hôm nay. Lisa cho các bạn biết đó là chủ tịch của một cái nước cộng sản Cuba, ông ta đã bị quỷ sứ nó rước ông ta đi, ông ta đã chết rồi, và bây giờ người dân đang ăn mừng để chuẩn bị Cuba sẽ vấn đề là có tự do và dân chủ. Người dân người ta ào xuống đường, người ta hân hoan ăn ở làm sao, mà đến khi chết rồi người ta phải lôi cái đầu ra, thấy tội nghiệp lắm các bạn, nắm cái hình nộm của vấn đề là Fidel Castro đó lôi 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 đi. Mà các bạn biết khi chết rồi trong 49 ngày đó thì cái hồn nó còn giấc dưỡng nó đau như vậy, nhưng mà khi cái hồn bây giờ hiện tại Fidel Castro vừa đi chết như vậy rồi, thì bây giờ ông ta có thể rằng bởi vì cái thân trung ấm mà nó phi vật chất, cho nên có thể ông ta có thể cái hồn đi qua được bên Mỹ, đi được các nước, thì sẽ thấy được như thế nào. Thậm chí cái người chết tức là họ đều nghe hết tất cả những ngôn ngữ ở trên thế giới, bởi vì họ là người cõi âm rồi mà, cho nên họ ông Fidel Castro cũng nghe lời nói của vấn đề là Lisa luôn. Cho nên vấn đề là cái bằng là Lisa, vấn đề là cũng đại diện, cũng là vấn đề là thay thế người dân Cuba trên toàn thế giới, vấn đề là kêu bằng là nói lên đây để cho vấn đề là kêu bằng là ông Fidel Castro ổng sẽ nghe được. Và đêm nay Lisa sẽ đăng đàn tràng để mà Lisa vấn đề là kêu bằng là hai tội của Fidel Castro ra, để cho vong hồn của ông ta phải bị đau đớn, phải xuống 18 tầng địa ngục, phải để cho quỷ sứ nó phải vấn đề là kêu bằng là nó hành hạ cái tội mà mất dạy đi theo vấn đề là tà thuyết cộng sản để mà giết dân tộc Cuba, cũng như là đàn áp những nhà vấn đề là dân chủ ở tại Cuba. Đó là cái tin mà Lisa đưa cho tất cả mọi người các bạn biết nha. Ở tại nước Việt Nam sau này cũng vậy, khi không còn cộng sản nữa là người ta sẽ kể tội của Hồ Chí Minh ra, rồi người ta cũng đào mồ quốc mã 36 họ cha, 33 họ mẹ của cái tên Hồ Quang này đó. Cho nên các bạn chúng ta phải nên nhớ kỹ như vậy nha. Rồi, Lisa trở lại chương trình, trả lời cho một bạn ở trong nước Việt Nam. Chị ơi, chị cho em biết rằng tại sao mà vấn đề là kêu bằng ở bên hải ngoại không cho treo cờ đỏ sao vàng vậy? Em thật sự không hiểu nổi. Chị có thể cho em biết và tại sao cộng đồng người Việt ở hải ngoại lại treo cờ vàng? Em đi lên trên YouTube, em thấy toàn là cờ vàng, không có cờ đỏ sao vàng. Trả lời cho bạn như sau. Cây cờ đỏ sao vàng không được treo ở tại nước Mỹ này, ở những nơi cộng đồng ở nước Mỹ này nói riêng, mà trên toàn thế giới 194 nước, cây cờ đỏ sao vàng không được treo bất kỳ ở nơi nào mà có cộng đồng người Việt Nam của mình ở, chứ không riêng gì ở Mỹ đâu nha. Cho nên Lisa trả lời cho bạn cũng như các bạn trẻ ở Việt Nam biết được là như vậy.
Cho nên người cộng sản bây giờ họ bắt buộc mọi nhà phải cầm cờ đỏ, phải treo cờ đỏ rợp trời như vậy. Cho nên ở hải ngoại này thì người ta lại chà đạp như vậy đó. Trên thế giới người ta không có công nhận. Người ta không có công nhận. Đây là một điều sỉ nhục vô cùng đối với vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều sỉ nhục không thể tưởng tượng được. Nha. Tại sao vậy? Bởi vì ngày xưa những người cộng đồng người Việt đi qua bên đây, rồi cũng có một số người con ông cháu cha qua đây cũng cầm cờ đỏ. Nhưng mà cộng đồng của người Tàu Cộng đó, họ nói rằng là cái nước Việt Nam là của họ, bởi vì cây cờ đỏ ở tỉnh Phúc Kiến của họ mà do Hồ Chí Minh, tức là Hồ Quang, đã cầm cây cờ đỏ đó qua Việt Nam. Cho nên bây giờ nếu sau này Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ của Tàu Cộng, thì cái ngôi sao sẽ in lên cái cờ của Tàu thêm một cái ngôi sao nữa. Hiện tại bây giờ cờ của Tàu Cộng có 4 ngôi sao là tượng trưng cho 4 cái, những này là kêu bằng là 4 cái tỉnh mà đã sát nhập vào Tàu, gồm có Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, rồi các bạn thấy rõ ràng. Bởi vậy cho nên cộng đồng người Việt Nam đã đoàn kết lại với nhau mà nhất định không thể nào mà chấp nhận cây cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến cả. Nha. Thậm chí cây cờ đỏ sao vàng là người ta cho là một cây cờ rất là, những đây là hung tinh, là cây cờ rất là, những đây là kêu bằng là xui xẻo tận mạng. Chỉ cần mà treo cây cờ đó thôi là những cái lãnh sự quán của những đây là kêu bằng là Đảng Cộng sản đó, nó không bị cháy thì nó cũng bị tai nạn. Nó vừa lái xe ra bị tai nạn đụng một cái ầm. Ngay cả ở nước Việt Nam các bạn thấy bây giờ Đảng Cộng sản treo cây cờ đỏ như vậy, nhưng mà những tai nạn ở Việt Nam bây giờ nó còn hơn là thời chiến tranh. Ra đường là đụng một cái anh, bắt đầu máu nó chảy linh láng, rồi cái người đó nằm cả thôi thớp như vậy. Đó là một cái điềm gỡ mà các cái nhà mà vấn đề là kêu bằng là chiêm tinh, người ta coi về phong thủy, người ta không chấp nhận được một nước Việt Nam mà để cây cờ đỏ như vậy cả. Bởi vì cái nền đỏ là cái nền mà đã cho biết rằng là máu đổ ra như vậy. Cho nên máu mà nó đổ như vậy là cho nên tất cả nhà Việt Nam, các bạn treo cây cờ đỏ lên là các bạn nhận được hung tinh, các bạn phải bị tai nạn, các bạn phải bị vấn đề là kêu bằng là nghèo nàn, các bạn bị lạc hậu. Còn trong khi đó cây cờ vàng mà người cộng sản người ta sợ, người ta cho rằng là cây cờ đó là cây cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thật sự Lisa trả lời cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam là cây cờ vàng ba sọc đỏ nó là một đại nam quốc kỳ. Nó có từ thời của vua Thành Thái từ năm 1890 cho đến năm 1920. Cái thời đó là thời Thành Thái đến thời kỳ Khải Định. Và người dân đệ nhất cũng như đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, người ta trân trọng và người ta vẫn giữ lại cây cờ đó. Các bạn vào các bạn coi những cái hình cờ truyền thống của các triều đại Việt Nam, người ta đều lấy cái nền là màu vàng, chứ không bao giờ mà người ta lấy cái nền cờ màu đỏ cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nền ở bên ngoài là tượng trưng cho cái da của dân tộc cả một đất nước Việt Nam. Cho nên cờ vàng là tượng trưng cho da vàng của người dân Việt Nam. Và ba sọc đỏ nằm ẩn trong nền vàng, tức là máu của người Việt Nam. Và ba sọc đỏ tượng trưng cho Bắc, Trung và Nam. Bắc ở trên, Trung chính giữa và Nam ở dưới. Cho nên cờ vàng ba sọc đỏ có từ thời vua Khải Định đã chứng minh rằng đây là một đại nam quốc kỳ. Cho nên các bạn trẻ hay là những nhà nào ở Việt Nam mà trân trọng lá cờ vàng thì các bạn luôn gặp nhiều may mắn. Mà nếu các bạn vẫn còn bắt đầu là kêu bằng tôn thờ hoặc là các bạn treo một cái cờ đỏ thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều hung tinh. Bởi vì không ai lấy một cái nền cờ mà quốc kỳ của một đất nước mà đem một cái nền đỏ để ra bên ngoài, chứng tỏ là máu của người dân Việt Nam đã đổ ra. Bởi vậy các bạn thấy bây giờ không còn chiến tranh nữa, cứ nghĩ rằng đất nước Việt Nam là sẽ thanh bình, nhưng mà ra đường đụng một cái là bắt đầu máu đổ chết, hoặc là bị cướp chết, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị đâm chết. Ngay cả những em bé nhỏ trong trường học cũng vậy, cũng bị chết tự nhiên đi ra tắm lội sao, bị nước cuốn trôi, bị chết đuối chết. Cho nên một cái điểm gỡ là cây cờ đỏ mà lại để nó ở bên ngoài cái nền như vậy. Còn người ta cho biết rằng đó là cái bằng những người trên thế giới
người ta cho biết rằng là chính cái tên Hồ Chí Minh, tức là tên súc vật, tên ma đầu Hồ Quang này, cái thằng này là thằng Tàu, nó đã đem cây cờ từ tỉnh Phúc Kiến qua Việt Nam. Tất cả các bạn trẻ đi vào lịch sử của Việt Nam, lên trên trận đánh ra về hình cờ vàng truyền thống của các triều đại Việt Nam, từ thời Long Tinh Kỳ cho tới Đại Nam Kỳ, cho tới Đại Nam Quốc Kỳ, cho tới Long Tinh Kỳ, cho tới cờ Nam Kỳ thuộc địa, cho tới cờ Tinh Đế Kỳ, những cái cờ mà kể cả Pháp Hoa thuộc địa của Việt Nam, người ta cũng lấy cái nền làm màu vàng, bởi vì nó tượng trưng cho da vàng, chứ không bao giờ mà cái triều đại mà lấy cây cờ mà để đổ máu ở bên ngoài mà nó đổ le như vậy. Bởi vậy cho nên các bạn thấy những người dân Việt Nam máu nó phải đổ ra như vậy. Cho dù các bạn làm ăn có vui vẻ có gì đi chăng nữa, rồi máu cũng đổ ra, nền kinh tế cũng kiệt quệ. Bởi cây cờ này là một cây cờ điềm gỡ, mà chính là Hồ Quang, Hồ Chí Minh đã vấn đề là đem cây cờ ở tỉnh Phúc Kiến này vào Việt Nam. Các bạn biết khi cây cờ này mà khi mà ở tỉnh Phúc Kiến công nhận, thì tự nhiên người dân ở tỉnh Phúc Kiến đói không có gạo mà ăn. Ra đường thì kêu bằng hả là mọi người lúc đó nó đang nổi lên, đụng ai là nó đâm đó, đụng ai nó giết đó. Nó xui xẻo như vậy, cho nên cây cờ tỉnh Phúc Kiến người ta sau này người ta không còn chấp nhận cây cờ đỏ sao vàng nữa. Cho đến bây giờ cây cờ đỏ mà ở tỉnh Phúc Kiến họ cũng không công nhận, họ cũng không chấp nhận luôn nữa, bởi vì nó quá xui đi, nó xui xẻo, nó tận cùng như vậy đó. Cho nên nếu mà bạn nào hay là những nhà nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam bắt treo cây cờ đỏ sao vàng trong những ngày lễ, thì người ta muốn phá đi cái sự phong thủy đó bằng cách người ta lấy cây cờ người ta nhúng ở trong nước cầu tiêu, hoặc là người ta để cho chó nó nằm người ta phết cất lên rồi người ta treo lên trên trển. Đó là phá đi cái phong thủy, tức là không cho mình xui xẻo. Cho nên đã có những người ở tại Việt Nam đã làm cái chuyện này rồi, tức là bây giờ bắt treo người ta vẫn treo, mà người ta lấy cây cờ đó người ta nhúng vào cầu tiêu, người ta quậy vô nước cầu tiêu rồi người ta đem ra trước cửa nhà người ta treo. Để chi vậy? Để cho nó đừng có mang cái xui xẻo vào ở trong gia đình của người ta, để người ta đừng có bị tai nạn. Hoặc thậm chí khi mà treo xong rồi người ta đem vô, khi những ngày lễ hết rồi, người ta luyện cho chó nó nằm, hoặc là người ta để dành người ta lao nước đá chó, hốt cực chó, khi nào tới lễ lọc người ta đem ra người ta cho treo như vậy thôi. Cho nên không ai dám cất cây cờ đó vào trong tủ, hoặc không ai dám đem cây cờ đó mà để lên bàn thờ, hoặc là trân trọng cây cờ đó được. Bởi vì nếu trân trọng như vậy là một cái điểm rất là gỡ. Mà chính thân nhân gia đình của Lisa ở tại Việt Nam họ đã làm. Cho nên trước kia họ nói với Lisa rằng tại sao không hiểu sao cứ mỗi lần tới 30 tháng 4 treo lên là trong nhà một hai người đi ra bị tai nạn chết. Cho nên Lisa bên đây đi coi và nói rồi, coi kinh dịch được kia, bắt đầu người ta kêu bây giờ làm sao để phá phong thủy. Thì người ta kêu rằng là bây giờ chỉ có một cái cách muốn phá đi cái phong thủy đó, thì bằng cách phải lấy cái cờ máu đó, phải quậy vô trong cái nước cầu tiêu, tức là chứng nhận rằng là mặc dù mình bị Đảng Cộng sản bắt buộc treo, chứ mình không thể treo cây cờ này để xui rủi được, cho nên phải quậy cây cờ ở trong nước cầu tiêu, hoặc là lấy cây cờ đó lao nước đáy, hoặc là lấy cây cờ đó lao, vấn đề là kêu bằng là để vào, vấn đề là dính vào những cái máu tháng của chị em phụ nữ đó. Ai mà nhà có phụ nữ đó là lấy, khi mà có tháng đó bắt đầu là lấy cái cây cờ đó mà trét vô trong trọng, để cái máu tanh hôi như vậy để mà treo ra ngoài trước, để cho nó phá đi cái vấn đề là kêu bằng là điềm gỡ. Nó cho nên Lisa trả lời cho tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam hiểu là nó như vậy. Cho nên nói ra thì Lisa rất là mắc cười, nhưng mà chúng ta phải làm như vậy, chúng ta phải làm như vậy để chúng để chúng ta phá đi cái phong thủy. Đây là sự thật. Cho nên đó, tại sao mà cây cờ đỏ không được xuất hiện ở bên đây, và kể cả những người nào mà mặc cái bộ đồ mà có cái cờ đỏ là cũng xui rủi. Các bạn thấy Hùng Cửu Long không? Mặc một cái bộ đồ màu đỏ, có một cái ngôi sao vàng chính giữa, là qua đây bị cảnh sát bắt phạt tù, tống đầu về Việt Nam, bây giờ phải lên xin lỗi như thế nào? Các bạn thấy nó xui rủi như thế nào không? Đó. Rồi bây giờ những cái người, cái tiệm nail mà để cho Hùng Cửu Long đứng chụp hình bây giờ,
ở trên Singapore người ta đang chuẩn bị, người ta điều tra coi cái tiệm nail này có phải là người cộng sản làm, dùng mới chuẩn bị trục xuất. Bây giờ người chủ tiệm nail khóc sướt mướt hết trơn. Cái cô Tina chủ tiệm nail gọi Lisa: chị ơi Lisa ơi, cứu tôi đi, trời ơi xui quá. Tôi nói: tôi đã nói chị rồi, trời ơi cây cầu đó, trời tôi không có biết, tôi tưởng sao cây cầu đỏ nó xui, nhưng mà ai ngờ đâu mà mặc cái bộ đồ mà vấn đề là màu đỏ cũng xui nữa. Tôi nói: ờ hễ cái gì mà nó có dính tới một cái vấn đề là nền đỏ sao vàng là nó xui như vậy. Bây giờ tiệm nail gần đóng cửa rồi, bây giờ sợ quá, bây giờ nan nỉ quỳ lại cộng đồng, kêu Hùng Cửu Long phải lên trên vấn đề là làm những cái live stream để xin lỗi cộng đồng ở bên đây, bởi vì cộng đồng quá đông, người ta yêu cầu, người ta gửi giấy tờ lên sở di trú để trục xuất đi về Việt Nam, cho nên bây giờ run sợ rồi. Cái tao nói hả, rung bầm bập y như là cá lóc bị đập đầu, rung như cày sấy đó. Cho nên tất cả những người nào mà vấn đề là đem cây cờ đỏ vào nhà, hoặc treo cây cờ đỏ, hoặc tôn thờ cây cờ đỏ, là chắc chắn với các bạn 100% sẽ gặp những cái tai ương, những cái tai nạn mà kêu bằng thê thảm. Các bạn thấy ở Việt Nam đó, những cái ngân hàng treo cờ đỏ đâu kia thì các bạn thấy chuẩn bị phá sản. Các bạn thấy không? Đó. Ngay cả những người cộng sản cũng vậy. Họ giả dờ, họ tôn thờ cờ đảng, nhưng mà rốt cuộc rồi họ bị thanh trừng lẫn nhau, họ chết. Các bạn thấy không? Thậm chí vợ của họ bị người ta giật đi, rồi bắt đầu là đi ra đánh ghen với nhau để cho nằm thở hổn hển. Các bạn thấy rõ ràng. Cho nên ở nước Việt Nam bây giờ không còn chiến tranh, mà cái người bị tai nạn chết nó còn gấp 3 lần thời chiến tranh. Tại sao vậy? Thì cũng bởi vì cây cờ đỏ sao vàng. Cho nên khi nói tới cây cờ đỏ sao vàng này là ai ai cũng phải khiếp sợ. Cho nên cộng đồng người Việt Nam của mình tị nạn cộng sản trên 194 nước đã chấp nhận là lấy cây cờ vàng ba sọc đỏ là cây cờ tượng trưng cho đất nước Việt Nam, cho cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới. Cho nên người cộng sản họ nói: trời ơi, cây cờ vàng là có thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, cờ phản động, rồi họ chửi cờ ba que đồ kia. Đó là những người mà vấn đề là họ ngu xuẩn và họ dốt nát lắm. Ngày hôm nay Internet nó đã có đầy đủ rồi. Lisa mời tất cả mọi người vào bấm lên là cờ vàng ba sọc đỏ có nguồn gốc từ đâu, hoặc là bấm lên vấn đề là niên hiệu đại quốc kỳ của Việt Nam thời vua Thành Thái, thì các bạn vấn đề là chỉ cần đánh lên là vua Thành Thái, thời vấn đề là vua Thành Thái, cờ vấn đề là niên hiệu của vua Thành Thái, người dân sống yên bình khải hoàn như thế nào, thời Khải Định đó nha. Bởi vậy mà cho nên các bạn đừng có chấp nhất đến những người dư luận viên hoặc là những người điên cuồng, những người không biết một cái gì về lịch sử, rồi họ lên họ thóa mạ một cái đại kỳ của Việt Nam. Không riêng vì cái thời của vua Thành Thái, mà tất cả những cái thời Long Kỳ, từ thời mà khai thiên lập địa, từ thời An Nam Quốc Việt, từ thời Đại Cồ Việt, là cờ lúc nào cũng là nền vàng. Kể cả cây cờ của bà Trưng Bà Triệu khởi nghĩa cũng là cờ nền vàng. Các bạn phải nên nhớ như vậy nha. Ông cha ta, ông bà ta từ xưa là người ta đã giỏi về kinh dịch, người ta đã biết lấy cái cây cờ nền vàng là da người Việt Nam để đừng có đổ máu người Việt Nam. Nhưng mà người cộng sản này không biết họ cố tình hay là họ vô tình, không biết rằng cái tên Hồ Quang Thiếu Tá này là họ đã vấn đề là cố tình để mà đem một cái cây cờ bên tỉnh Phúc Kiến qua để mà làm tan thương cho đất nước Việt Nam của mình. Bởi vì không ai lấy một cái quốc kỳ mà cái nền đỏ lét mà vấn đề là máu đổ ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên các bạn thấy đầu thì rơi xuống đất mà máu thì đổ thành sông. Nếu mà các bạn mạng lớn quá không chết vì tai nạn thì các bạn cũng phải xa cha xa mẹ ly hương để đi làm nô lệ ở xứ người. Bởi vì cây cờ đó nó không mang lại một cái gì gọi là vấn đề là kêu bằng là may mắn cả. Cho nên các bạn thấy khi mà đi thi ở quốc tế hay gì mà cầm cái biểu tượng cây cờ đỏ đó đi là tâm nói thất bại thảm hại để trở về. Không nhận được một huy chương nào cả, thậm chí còn phải bị vấn đề là tai nạn, còn phải bị biết bao nhiêu những cái điều mà nó xui xẻo vô cùng. Đó, cho nên Lisa nói để cho các bạn thấy cái nền vàng mà người ta còn tượng trưng là một cái nền da vàng Việt Nam, người Việt Nam da vàng máu đỏ. Cho nên lấy cây cờ vàng ba sọc đỏ là nó rất là ý nghĩa, bởi cái nền vàng là tượng trưng cho da vàng. Chứ người Việt Nam mà đâu phải là mỗi da đỏ, mà phải lấy cây cờ cái nền bên ngoài màu đỏ. Rồi tưởng sao để ở bên trong là cái ngôi sao vàng ở trong. Máu là ở trong làm sao mà bằng vàng được.
Cho nên người cộng sản họ không hiểu, họ ngu xuẩn, họ dốt nát. Cho nên họ đưa những cái thành phần binh vực một cách thiển cận như vậy. Có một lần ông vấn đề là kêu bằng là Lý Bằng của vấn đề là kêu bằng là Trung Cộng đi qua ở Washington gặp Lisa với phái đoàn người Việt của mình. Thì ông ta nói là dù muốn dù không thì vấn đề là quý vị cũng chấp nhận nước Việt Nam là của Tàu, là South China. Thì Lisa tức vô cùng, Lisa hỏi why? Nó nói tại vì Hồ Chí Minh của quý vị chính là thiếu tá Hồ Quang của tụi tôi. Cho nên ông ta qua bên bờ thật ra đã cai trị nước Việt Nam từ năm 1945 khi ông ta đọc bản tuyên ngôn tại quảng trường Ba Đình và lấy cái cờ đỏ sao vàng ở tỉnh Phúc Kiến là đã đô hộ Việt Nam rồi. Nhưng mà không ra mặt, cứ để như vậy thôi. Và cho tới bây giờ khi thời của thằng Tổng Lú tức là Nguyễn Phú Trọng thì các bạn thấy rằng từ khi mà Nguyễn Văn Linh năm 1986 đi qua vấn đề là kêu bằng là cúi đầu để mà chấp nhận, vấn đề là kêu bằng là làm, vấn đề là kêu bằng là cẩu nô tài, thì vấn đề là các bạn thấy rằng tất cả những cái phim Trung Quốc, tất cả những cái phim nó vào, nó đánh sập hết toàn bộ những cái gì mà vấn đề là kêu bằng là nền tảng của Việt Nam. Hồ Quảng, Cải Lương đều tan tành hết. Tất cả những phim Tàu vô nó giết không còn cái gì, kể cả phim điện ảnh Việt Nam nó cũng giết luôn, cũng bởi vì treo cái cờ đỏ, cái cờ xui xẻo, cái cờ đỏ sao vàng nó xui như vậy. Các bạn thấy không? Đưa vô những cái phim vô đó là lòng tiếng sư phụ bạc dạy, hãy nên nhìn lên, ta có muốn nói với người như thế nào đó. Các bạn thấy đó nè, toàn là phim Tàu đông vô đâu. Ê da, thôi mama đừng có giận mà, e rằng đừng có mạch dạy có tai. Nếu như ở đây mà nói thì hãy coi chừng đó. Này, hãy nghe đây, Sử Nhì, con không được quyền như vậy. Con phải ngoan, con phải hiền nhè. Bởi ngày mai này là ngày đại thiên lập địa. Chúng ta cùng phải tế thiên, tế bái trời cao. Đó, cho nên đưa toàn là những cái phim như vậy vào để cho đánh chết hết những người ở tại Việt Nam. Những cái vị tinh hoa của Việt Nam là họ tiêu diệt sạch sẽ hết trơn. Bởi vậy mà cho nên Lisa trả lời cho bạn, Lisa không nêu tên bạn ra đây, bởi vì bạn đã nói. Cho nên Lisa đưa ra để cho bạn phải nên nhìn và nghe những gì mà Lisa phân tích nha. Lisa những này là phân tích đó. Cho nên không riêng gì bạn đi vào, bạn cứ đánh lên là quốc kỳ của Đại Nam hoặc là thời xa xưa của Việt Nam, quốc kỳ, thì các bạn sẽ thấy nổi lên biết bao nhiêu những cái biểu tượng. Nhưng mà không bao giờ có cái biểu tượng nào mà để một cái nền đỏ quét ở bên ngoài cả, cái nền màu đỏ cả. Bởi vì cái nền màu đỏ là một cái nền mà kêu bằng xui xẻo bởi vì máu đã đổ ra bên ngoài. Cho nên cái cờ lúc nào cũng lấy cái nền vàng ở bên ngoài, bởi vì bên ngoài chúng ta là một cái lớp da vàng nó che đậy những cái mạch máu ở bên trong. Chứ không thể nào lấy một cái nền bên ngoài mà màu đỏ để cho máu phải đổ ra bên ngoài như vậy. Cho nên Lisa hôm nay, Lisa lên đây để trả lời cho bạn biết về vấn đề là kêu bằng là tại sao ở bên Hoa Kỳ này mà không được treo cờ đỏ. Bởi cây cờ đó nó xui lắm. Nếu cây cờ đỏ đó mà treo bên hải ngoại này thì người Việt Nam ở hải ngoại này người ta không giàu sang như bây giờ đâu. Bây giờ các bạn ở Việt Nam thấy rằng cộng đồng người Việt Nam trên thế giới chỉ có 4 triệu người, mà tài sản của người ta không là bây giờ trên gần 10.000 tỷ đô la. Còn trong khi cả nước Việt Nam 90 triệu dân, mà bây giờ các bạn coi cả một cái đất nước bây giờ nợ nần chồng chất lên như vậy là cũng bởi vì treo cái biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Cái cờ đó mà trong kinh dịch mà những người mà người ta giỏi về phong thủy ở tại tỉnh Phúc Kiến người ta đã kêu phải bỏ cây cờ đó rồi. Bởi vì cây cờ đó là cây cờ đem tới tang thương, đem tới nghèo đói, đem tới lạc hậu, đem tai nạn, xui xẻo tới. Cho nên các bạn nên truyền miệng với nhau, những người nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải treo cờ thì phải phá đi cái vấn đề là sự xui xẻo đó bằng cách lấy cây cờ đó nhúng dưới đường mương rồi đem ra ngoài trước cửa treo, hoặc là lao nước đáy chó rồi đem ra treo đó. Hoặc là những người nào có tháng thì lấy cái máu tháng đó để cái màu đỏ trét nó lên chung quanh như vậy cho nó tanh hôi như vậy để phá đi cái sự xui xẻo đó, thì mai ra gia đình mình sẽ không được xui. Còn nếu mà vấn đề là trân trọng mà đem cây cờ ra rồi treo lên rồi để như vậy thì chắc chắn rằng các
các bạn vừa treo cây cờ 2 tháng 9 lên thì các bạn chạy ra đường thì chơi thì coi chừng nó đụng cái ầm, bắt đầu người ta gọi điện thoại: chị ơi, có phải con của chị không, nó đang nằm bệnh viện nè. Trời ơi, vô gì vậy, trời ơi, vô gì, trời nó bị tai nạn mà chị ơi. Rồi bắt đầu gia đình thảng hoàng lên, khóc chạy đi ra không ấy. Còn bắt đầu lâu lâu cái: chị ơi, anh ơi, vợ của anh nhưng mà là phải tên đó họ đó không? Dạ phải. Trời ơi anh ơi, chị chết rồi. Ôi trời ơi, vô gì vậy? Dạ chị mới đi ra chị bị tai nạn ở ngoài này nè, ngay chỗ ngã tư đường Hồ Chí Minh nè, ở ngay cái đường này nè, này nè, này chết. Cho nên cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tất cả những chợ búa, những cơ sở làm ăn, chị đều treo cờ vàng ba sọc đỏ. Cho nên người cộng sản họ đứng đây là những người bưng bô, hoặc là những dư luận viên thấy cờ vàng ba sọc cái là ào ào lên chửi. Nhưng mà các bạn đi qua bên hải ngoại thấy không riêng gì những cơ sở của những người Việt Nam Cộng Hòa, mà hầu như toàn bộ cộng đồng Việt Nam đều treo cờ vàng ba sọc đỏ. Người ta treo để người ta may mắn đem vào tiệm của người ta có nhà cửa, thậm chí nhà cửa người ta cũng phải treo cái cờ vàng ba sọc đỏ lên như vậy, bởi vì người ta làm ăn nó thành công, nó vượt bậc, nó may mắn đó. Chứ không bao giờ mà vấn đề là bên đây mà người ta dắt treo cái cờ đỏ đó hết, nó xui tận mạng xui. Chỉ cần nhìn thấy là ta không muốn nhìn rồi đó. Bởi vậy mà cho nên bạn hỏi tại sao ở bên đây không có treo cái cờ đỏ, đó là bởi vì cái đó là cái xui. Không được phép treo cái cờ đỏ đó. Mà người cộng sản họ biết như vậy đó, cho nên họ không làm gì được. Bây giờ họ chỉ có lấp liếm nói Việt Nam là: ôi, cộng đồng bên hải ngoại của chúng ta treo cờ vàng thì cũng được thôi, mà không sao, này kia kia nọ. Nhưng mà cờ Việt Nam được treo ở trong lãnh sự quán của Việt Nam được rồi. Nhưng mà nhiều cái câu chuyện mắc cười lắm. Khi mà một người làm cho lãnh sự quán ở Việt Nam đó, thì người ta qua đây đó, người ta thấy xui quá đi. Cứ bao nhiêu người gọi lại, cứ đủ thứ chuyện hết trơn á. Cho nên người ta bẻ mẹ cái cờ nó ngược lại. Các bạn thấy thì thậm chí những cái người mà đi thi trên thế giới hay gì đó, người ta cầm cây cờ ta quay ngược đầu lấy trơn à, để phá đi cái sự xui, chứ mấy lạng quạng đi đang hồi bị tai nạn chết á, chứ không phải giỡn đâu đó. Bởi vậy mà cho nên nó là tất cả các bạn ở Việt Nam phải nên nhớ những lời của Lisa. Mà vấn đề là các bạn nên hiểu như vậy, đừng nghe những lời tuyên truyền láo khoét của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam quá ngu xuẩn, không hiểu được kinh dịch, không hiểu được phong thủy của đất địa linh tinh khí ở Việt Nam của mình. Cho nên ngông cuồng đem một cây cờ đỏ sao vàng tỉnh Phúc Kiến về như vậy. Mà không phải Đảng Cộng sản đem về, mà chính là do cái thằng súc vật thiếu tá Hồ Quang, tức là thằng Hồ Chí Minh bây giờ đó. Có nhiều người hỏi chị tại sao vấn đề nói Hồ Chí Minh giả, sao ông đọc bản tuyên ngôn ở Ba Đình năm 1945. Trời ơi, nó cầm giấy nó đọc còn không chạy nữa, các em không thấy sao? Khi Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Sinh Cung Thật, Nguyễn Tất Thành chết năm 1932 trong nhà tù Hồng Kông, thì lại thay thế năm 34, lại thay thế thằng Hồ Quang đi học tiếng Việt, làm tiếng Việt để đi về, bắt đầu là lù lù đi về Việt Nam năm 45 để ra quảng trường Ba Đình đọc bản tuyên ngôn độc lập, mà ăn cắp cái bản tuyên ngôn đó của Hoa Kỳ để mà lên đọc. Tại sao Hồ Chí Minh nói là đồng bào có nghe tôi dò không? Nếu là người Việt Nam thì đâu cần phải nói như vậy. Bởi vì ông sợ nói tiếng Việt Nam, không biết người dân Việt Nam có nghe được không, có đúng cái chữ của ông ta không. Không có người Việt Nam nào mà người Việt Nam thật mà nói tiếng Việt Nam mà không rõ được. Không có người Việt Nam nào thật mà đọc tiếng Việt Nam không chạy phải cầm tờ giấy đọc cả. Các em vô trong YouTube các em coi, khi nhiều người Nhật người ta phỏng vấn cầm tờ giấy đọc mà đọc không chạy như thế nào. Không thể nào một người Việt Nam mà lại viết tiếng Tàu, viết tiếng Hán, mà những đây là nó rành mạch, nó lưu loát như vậy, thậm chí tiếng Hẹ nói như là bẻ cây, mà trong khi tiếng Việt Nam thì không biết, tiếng quốc ngữ của mình thì không biết. Trời ơi, sự việc nó đã ràng ràng 2 năm rõ 10 như vậy mà các em còn đi lên đây để chửi bới chị, thì chị không hiểu các em như thế nào. Các em cứ bằng là các em quá trời quá đất, những đây là cứ bằng là u mê rồi nha. Thì thôi các em cứ chửi đi, chị sẽ nói cho những người nào mà người ta tự tìm hiểu và người ta thông minh. Còn riêng các em thì thôi, các em muốn nói gì các em nói nha. Yeah. Thôi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị. Chương trình của Lisa trả lời ngày hôm nay về vấn đề là tại sao cờ đỏ sao vàng không được treo ở hải ngoại, và tại sao cờ vàng ba sọc đỏ lại vấn đề là treo được hải ngoại, và cờ vàng ba sọc đỏ có ý nghĩa gì, và cờ đỏ sao vàng có ý nghĩa gì. Lisa đã phân tích cho các bạn nghe rõ ràng.
một bên ý nghĩa như thế nào và một bên kia là ý nghĩa ra làm sao. Cho nên tóm lại, cờ đỏ sao vàng là một cây cờ xui xẻo, một cây cờ ngoại bang, ngoại lai để du nhập vào Việt Nam. Còn cờ vàng ba sọc là cờ của tổ tiên, của ông bà có từ thời vua Thành Thái. Cho nên nếu các bạn là con dân Việt Nam thì các bạn phải nên nêu cao chí khí của mình, phải luôn ôm ấp trong mình của mình là cờ vàng ba sọc đỏ để gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn tất cả các bạn ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúc các bạn luôn luôn yêu mến cờ vàng ba sọc đỏ để mà được may mắn. Chúc các bạn tuổi trẻ ở Việt Nam vui với tuổi trẻ, khỏe với tuổi xuân, nhộn nhịp nhiều trong cuộc sống mới để chúng ta vấn đề là tìm ra được sự thật và phục hưng lại đất nước Việt Nam. Đúng là đại cồ Việt của chúng ta, đúng là một đại Việt, một đại kỳ, đúng là cái bằng là ôm trong mình của mình. Cho nên những em trẻ Việt Nam mà luôn luôn sắc son với cờ vàng ba sọc thì các em luôn gặp nhiều những chuyện may mắn. Các em thử đi nha. Rồi, Lisa xin kính chào tất cả quý vị. Chương trình Khai Dân Trí đến đây đã chấm dứt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới về nhiều đề tài hơn nữa để cho các bạn đó bị nhồi nhét, nhồi sọ, tuyên truyền láo khoét. Các bạn sẽ mở mang trí tuệ ra và các bạn có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn nha. Để các bạn vấn đề là coi những lời nói của Lisa và các bạn ngẫm nghĩ lại cuộc sống như thế nào. Xin kính chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sắp tới. Thân ái, chào các bạn.